Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay sẽ là phần tin trong tỉnh, gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An đến quyền cho thành thẩm định việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiệp thành đoàn phúc tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, phúc tra chuẩn quốc gia trường mẫu giáo Long Hữu Đông, huyện Cần Đức. Sau so phần tin, bạn Hồng Thắm, đại truyền thanh huyện Đức Hòa có mẫu chuyện về ông Phan Thanh Phong, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa làm giàu từ mô hình chăn nuôi. Cuối cùng sẽ so là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý chị cùng theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An do ông Phan Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã đến huyện Châu Thành thẩm định việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiệp thành. Ông Trương Giang Biết, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Đỗ Giang Hải, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Nguyễn Giang Thịnh, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cùng thành viên ban chỉ đạo huyện và lãnh đạo xã hiệp thành tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, đoàn thẩm định của tỉnh đã nghe Quỹ ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện xã nông thôn mới trong thời gian vừa qua. Thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Quỹ ban nhân dân xã Hiệp Thành đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp tình hình phát triển kinh tế địa phương. Với nhiều biện pháp phù hợp với từng loại cây trồng trên đất sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như là xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nông dân. Trong thời gian qua, phối hợp với các ngành quyện, xã đã mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, chủ yếu là trồng thanh long theo hướng an toàn sinh học. Hiện nay, mô hình trồng thanh long đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện có 828 ha cây thanh long, trong đó có 573 ha thanh long ruột đỏ. Do áp dụng biện pháp sông đèn cho trái nghịch mùa đạt hiệu quả, nên thu nhập bình quân đạt 500 triệu đồng một ha một năm. Theo thống kê mới nhất, thu nhập bình quân đầu người trong toàn xã là trên 40 triệu đồng một người một năm, xã không còn hộ đối, hộ nghèo chỉ còn 1,44%. Trong thời gian qua, thực hiện theo lộ trình của đề án xây dựng xã nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đã thi công đưa vào sử dụng nhiều công trình như giao thông thủy lợi, trường học, dân dân với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Đến thời điểm này, xã Hiệp Thạnh thực hiện đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện Tân Trụ, mà hộ nghèo, hộ chính sách và các đối tượng xã hội trên địa bàn xã Nhật Ninh có điều kiện để phát triển kinh tế, khắc phục khó khăn, cuộc sống gia đình, từng bước ổn định cuộc sống. Trong tháng 3 này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện phố hộp các hội đoàn thể xã Nhật Ninh giải ngân 1,6 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ các chương trình cho dài tại xã Nhật Ninh hơn 19 tỷ đồng. Hàng tháng tổ chức hội nghị giao ban giữa các tổ chức hội đoàn thể và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và dây chốn dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quyền, lãnh đạo địa phương và các hội đoàn thể quyền, xã nhằm kịp thời nắm bắt những hạn chế khó khăn và có biện pháp khắc phục nhằm quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả đồng thời triển khai các văn bản mới đến địa phương biết để thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ chay được chú trọng nên hầu hết hộ chay sử dụng đúng mục đích làm ăn có hiệu quả. Hộ chay sử dụng nguồn vốn cho chăn nuôi bò, heo, tôm, trồng lúa, qua màu. Bên cạnh đó, hộ chay đã thực hiện gợi tiết kiệm hơn 700 triệu đồng nhằm tạo nguồn vốn trả nợ gốc, trả lãi và tích lũy vốn tự có sau khi trả hết nợ chay nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội quyện góp phần rất lớn giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội ở địa phương. Đây là giải pháp giúp cho xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Đoàn Phúc Tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An đến trường mẫu giáo Long Hữu Đông, huyện Cần Đức. Phúc Tra, chuẩn quốc gia mức độ 1. Ông Nguyễn Giang Bảy, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện Cần Đức, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quyền đến dự. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, trường mẫu giáo Long Hữu Đông có một điểm chính và hai điểm phụ, gồm 8 lớp với 100% trẻ học bán trú. Đội ngũ giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trên 69% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Thông qua phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giáo viên nhà trường luôn đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hạn chế tốc độ tăng cân, béo phì và có biện pháp phục hồi đối với trẻ suy dinh dưỡng. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ tăng qua từng năm. Năm học 2015-2016, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, được theo dõi đánh giá phát triển và đạt chuẩn phát triển về năm lĩnh vực, thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội, ngôn ngữ và thẩm mỹ. Để nâng cao mục tiêu giáo dục, 4 năm qua, trường chú trọng thực hiện công tác xã hội quá với số tiền trên 75 triệu đồng, làm hàng rào, hành lang, mái che, cống thoát nước, nhà bảo vệ, mua trang thiết bị phục vụ học tập và vui chơi, giải trí cho các em. Đoàn Phúc Tra tỉnh đánh giá trường mẫu giáo Long Hữu Đông cơ bản đạt 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đoàn đề nghị trong thời gian tới, trường cần quan tâm tạo điều kiện cập nhật kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho đội ngũ nhân viên nhà trường, thành lập tổ chuyên môn theo từng năm học, tiếp tục tham mưu bổ sung thêm giáo viên và trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy, đồng thời duy trì và nâng cao các chuẩn đã đạt được. Trường mẫu giáo Long Hữu Đông là trường mầm non thứ bảy của huyện Cần Đước được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ban tuyên giáo quyền quỹ Tân Hưng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quyền tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở năm 2017. Ông Lê văn Lân, quỹ chiên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo quyền quỹ đến dự. Trong thời gian một ngày, 150 học viên là báo cáo viên tuyên truyền viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quyền được nghiên cứu những nội dung gồm một số kinh nghiệm khi tuyên truyền nghị quyết của đảng, tuyên truyền miệng và công tác tuyên truyền miệng trong tư tưởng của đảng nội dung và phương pháp chuẩn bị đề cương cho buổi tuyên truyền miệng, phương pháp trình bày tuyên truyền miệng, qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn quyền về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung và kỹ năng công tác tuyên truyền miệng qua đó góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền được giao, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị địa phương, góp phần tăng cường sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, tích cực đấu tranh chống lại âm mưu chuyển biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ dự vững ổn định an ninh chính trị ở địa phương. Trường Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông iSchool Long An tổ chức ngày hội công dân toàn cầu cho các em học sinh khối tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của trường nhằm rèn luyện các kỹ năng mềm cho học sinh. Ngày hội diễn ra với ba hoạt động chính gồm hội thi ẩm thực ba miền, hội thi vẽ tranh và tổ chức chung kết giải bóng truyền. Hội thi ẩm thực ba miền diễn ra sôi nổi với 15 gian hàng của các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 12 tham gia. Mỗi gian hàng có ít nhất 6 bạn học sinh tham gia chế biến các món ăn mang chất quê hương ba miền. Các món ăn đa dạng đặc sắc thu hút nhiều bạn học sinh thưởng thức. Bên cạnh đó, hội thi vẽ tranh cũng đã thu hút hơn 33 bạn học sinh tham gia với hình thức thi tự do cá nhân hoặc nhóm. Trong thời gian 90 phút, các bạn học sinh sáng tạo một bức tranh mang chủ đề về hưởng ứng giờ trái đất, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Song song với hoạt động trên, thì giải chung kết bóng chuyền cũng diễn ra sôi so nổi với phần tranh tài của các trận động viên hai lớp 11A2 và 12A3 cùng sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, các phần thi trong ngày hội diễn ra không chỉ là dịp để các bạn học sinh đua tài mà còn giúp các bạn giao lưu học hỏi, gắn bó, đoàn kết với nhau hơn qua hội thi. Ngày hội công dân toàn cầu của trường được tổ chức hướng đến mục tiêu mới, định chỉ công dân toàn cầu, trong đó có nhiều hoạt động giúp cho các em học sinh giữ vững giá trị tinh hoa văn hóa riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập, nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội và môi trường, đây cũng là một sân chơi bổ ích giúp cho các bạn có được tinh thần thoải mái vui vẻ sau những giờ học căng thẳng cũng như rèn luyện sức khỏe. Thưa quý thính giả, nếu như phần đông nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn quyền Đức Hòa chọn mô hình khép kín kết hợp với trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế, thì ông Phan Thanh Phong sinh năm 1958 tại ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, lại chọn cho mình hướng đi khác đó là chuyên sâu phát triển mô hình chăn nuôi để chương lên làm giàu. Xuất thân từ gia đình nông dân, lập gia đình vào năm 1982, với nhiều gian khó, ông Phan Thanh Phong đã thuê khoảng 1 hectare đất ruộng để làm đậu phộng, lúa, mỗi năm 3 vụ. Tuy nhiên thì nguồn thu nhập lại bấp bênh, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và nuôi hai con ăn học. Sau nhiều lần thử nghiệm thì ông quyết định chọn mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế. Ban đầu, ông dây mượn nuôi 4 heo nái, thay vì bán heo con thì ông giữ lại nuôi heo thịt. Như người tay không đánh trận, ông gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc, nhất là phòng trừ dịch bệnh. Hầu như mọi chuyện liên quan đến bệnh tật trên heo, ông đều phải nhờ đến thú y. Thế nhưng với sự nhạy bén và ham học hỏi, ông vừa nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm và chịu khó tìm tòi thêm kiến thức từ người thân, bạn bè và những người có chuyên môn. Ngoài ra, ông còn tham dự lớp thú y do xã tổ chức nên càng dững dàng hơn. Từ chỗ không biết gì, ông đã trở thành người thú y gia đình. Từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay thì ông đã mở rộng chuồng trại với sức chứa khoảng 100 con heo. Từ cuối năm 2016 cho đến nay, do giá heo đang giảm, nên gia đình ông nuôi cầm chừng với 10 con heo nái và 70 con heo thịt. Trong dịp Tết Nguyên đáng vừa qua, ông xuất chuồng 3 tấn heo hơi, thu về trên 90 triệu đồng hiện nay, trại heo của ông còn vài chục con heo thịt sẽ xuất chuồng trong tháng tư tới. Song song chế nuôi heo, ông còn mạnh dạng nuôi bò sinh sản và bò thịt, vì đây cũng là dược nuôi quen thuộc và phổ biến tại quyền Đức Hòa. Do hạn hẹp về nguồn chốn, nên lúc đầu ông chỉ nuôi một con để gầy đàn. Từ một con bò ban đầu thì ông đã phát triển dần và duy trì đàn bò hơn 10 con trong nhiều năm qua. Cùng chứa những vật nuôi quen thuộc như là heo bò, đầu năm 2016, ông Phan Thanh Phong còn mạnh chặn xây hai trại nuôi chơi lấy phân với nguồn thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi tháng. Những tháng cao điểm, nguồn thu nhập từ bán phân chơi lên đến 15-16 triệu đồng. Ông Phan Thanh Phong ở ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, Quyền Đức Hòa cho biết chú làm hai trại bữa nào nhiều thì chục ký hai trại còn bữa ít ít thì khoảng 8 ký trở lên 10 ký trở lại chứ lúc khoảng tháng 5, tháng 6 trở lên là hai trại đó ngày chú lấy khoảng mười mấy ký khoảng 15 16 ký là 37 000 ký nên nó tới nhà mà nó lấy. Mỗi năm gia đình ông Phan Thanh Phong có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí. Năm 2016 vừa qua, ông đạt lợi nhuận trên 200 triệu đồng, tiếp tục được địa phương bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông còn là người gương mẫu ở địa phương và thường xuyên giúp đỡ những hộ khó khăn xung quanh khu vực. Ông Tô Thanh Bằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lập Thượng, Quỹ Đức Hòa nhận xét. Với vai trò là chi hội trưởng, thì ông luôn năng nổ trong công tác học và phong trào ở nông dân ở ấp cũng như là địa phương. Đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là ông nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ hội viên nông dân ấp của mình trong đời sống xã hội. Cụ thể như là hỗ trợ heo giống, rồi bò sinh sản cho các hộ khó khăn ở địa phương. Với nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đã giúp cho ông xây dựng được cơ ngơi khang trang, nuôi con cái ăn học trưởng thành, mua một hectare đất ruộng chuyên trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Giờ đây, với vai trò chi hội trưởng chi hội nông dân của ấp, thì ông đã trở thành người bạn đồng hành của bà con nông dân trong ấp, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, chỉ giúp đỡ nhau cùng sản xuất hiệu quả, góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Chỉ thị về việc tăng cường quản lý quá chất độc hại đã và đang bị lạm dụng trong bảo quản chế biến thực phẩm, đặc biệt là việc buôn bán nhập khẩu và tiêu thụ cồn công nghiệp quá chất. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương trong cả nước phải thể hiện rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, kinh doanh quá chất cồn công nghiệp, tổ chức kiểm tra đột xuất để phát hiện các trường hợp vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các chi cục quản lý thị trường phải chủ động kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu sản xuất kinh doanh bán buôn bán lẻ quá chất đặc biệt là methanol cồn công nghiệp hương liệu và phụ gia thực phẩm bộ công thương cũng yêu cầu tổ chức đợt cao điểm kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu cồn công nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm 2017 bộ... Tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo về tình hình ô nhiễm bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Theo số liệu công bố ước tính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì hiện nay số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam là khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm là khoảng 6,13 triệu hectare, chiếm 18,82% tổng diện tích của cả nước. Vì vậy, Việt Nam vẫn đang được coi là một trong những quốc gia bị ô nhiễm bom mìn và phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do bom mìn gây ra. Số bom mìn vật liệu chưa nổ hiện còn nằm rải rác tại 63 trên 63 tỉnh thành phố, nhưng nằm tập trung nhiều nhất là ở các tỉnh miền Trung. Từ năm 1975 cho đến nay thì bom mìn còn sót lại phát nổ đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân là lao động chính trong gia đình và trẻ em. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại 6 nước châu Âu từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp, đưa Thổ Nhĩ Kỳ từ nước theo chế độ nghị diện thành nước theo chế độ chính phủ do tổng thống điều hành, tổng thống chế. Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Thổ Nhĩ Kỳ. Người dân thổ Nhĩ Kỳ ở Đức, Áo, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ và Đan Mạch đi bỏ phiếu trong bối cảnh quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu căng thẳng liên quan đến vấn đề sắc tộc. Chỉ riêng ở Đức, trong số gần 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ thì có phân nửa đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Tổng cộng có 3 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu tại 120 phái bộ của Thổ Nhĩ Kỳ ở 57 nước. Theo các cuộc thăm dò dư luận trước bỏ phiếu, hiện có nhiều ý kiến trái chiều về cải cách hiến pháp. Những người đi ủng hộ chuyển đổi thể chế cho rằng chính phủ hiện nay đã làm tốt vai trò của mình trong 15 năm qua nên tăng cường quyền lực của tổng thống. Quý thính giả chưa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.